Xin chào mọi người ha. Xin chúc mọi người một ngày tốt lành ha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Like và share nhé mọi người nha. Thì hôm nay em khoe mọi người một cái ngầm hoa là Mokara. Mà tại vì sao hoa đây bình thường thôi mà em cũng khoe. Thưa với mọi người là cái cây này trồng chắc cũng mấy năm rồi mọi người. Mấy năm rồi. Chưa bao giờ nó ra hoa đó. Bây giờ vừa rồi em về quê mấy tuần đó. Tự nhiên ở trong này nó ra hoa. Và nó lên một cái hoa đỏ rất đẹp. Quý gì mà quý luôn. Đúng là cái gì mà nó cho thường xuyên đó, thì nó bình thường. Cái nào mà nó không thường xuyên thì nó quý. Đúng ra cái loại lan Mokara này, Mokara này thì là ra hoa để cắt ngầm ta bán mà, ra thường xuyên. Nhưng mà không hiểu sao là nhà của em này nó không chịu ra hoa. Mà cây nó đứng gần tới bằng em luôn, tới cổ em. Mọi người xem mặt hoa nó thử. Cái loại này em thấy nó đỏ đỏ đẹp, nhưng em cũng không biết là chắc là loại bình thường. Ngọng hoa cũng dài lắm mọi người. Ngọng hoa cũng cả găng tay á, hay tắt máy á. Mà nữa ở đây cũng cả tuần này nè. Tuần vẫn còn rất là tươi mọi người. Quay lại cái cây cho mọi người coi ha. Để gần bằng đầu em mà. Tới cổ em nè, cao 1 mét mấy á. Mọi người thấy lá thì phát triển rất là tốt. Từ lúc dưới đó, hai cây kia chưa có luôn. Chưa có một hoa nào ra mầm. Ra mầm hay không ra hoa. Em không biết vì sao nữa.